Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm qua là ngày 25 thì Samsung đã cho ra mắt chiếc Samsung Galaxy S9 và S9 Plus tại Barcelona và ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ được ra mắt ngay vào ngày hôm đó. Và trên tay mình đang cầm đó là sản phẩm Samsung Galaxy S9. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trên tay chia sẻ nhanh để xem là với chiếc Samsung Galaxy S9 này chúng ta sẽ có những tính năng gì nổi bật nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua thiết kế trên sản phẩm Samsung Galaxy S9 trước. Các bạn nhìn qua thì cũng có thể thấy là nó sẽ hao hao tựa như chiếc Samsung Galaxy S8 mà thôi. Chúng ta vẫn sẽ có một mặt trước với màn hình kích thước 5,8 inch cong tràn vô cực Infinity Display với tỷ lệ là 18:5:9. Tấm nền sử dụng trên sản phẩm này vẫn sẽ là Super AMOLED mang lại chúng ta những màu sắc rất là tươi tắn nịnh mắt. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có 3 phím điều hướng nằm bên trong màn hình này, hay là phím home cảm ứng lực tương tự như trên Samsung Galaxy S8 mà thôi. Và cũng có một điểm khác biệt nhỏ ở trên cái phần mặt trước này thì các bạn có thể thấy ở đây, cái phần hồng ngoại của cảm biến mống mắt đã được di chuyển sang bên tay trái thay vì nằm bên cạnh camera như trên chiếc Samsung Galaxy S8, thì đây là một trong những cái điểm để cho các bạn có thể phân biệt giữa hai chiếc máy này. Ngoài ra thì trên chiếc Samsung Galaxy S9 chúng ta cũng có một cái kích thước tổng thể nhìn nó vuông vắn hơn, nó nam tính hơn, nó không quá là ẻo lả. Các phím cứng cơ bản như là phím tăng giảm âm lượng, phím Bixby, phím nguồn, cổng kết nối như là jack tai nghe 3,5mm, cổng USB Type-C, loa ngoài, mic thoại thì chúng ta vẫn được nằm tương tự như trên chiếc Samsung Galaxy S8. Như trên chiếc Samsung Galaxy S9 này thì chúng ta sẽ có một cái dải loa nó hơi khác một chút, nó không phải là dạng lỗ mà nó sẽ là một cái dải nằm dài ra. Và một cái điểm mình vẫn chưa thấy hài lòng ở đây đó là cái cổng USB Type-C trên sản phẩm Samsung Galaxy S9 nó vẫn được nằm lệch xuống bên dưới chứ chưa được nằm cân đối chính giữa. Đến với phần mặt lưng thì đây sẽ là điểm khác biệt lớn nhất của chiếc Samsung Galaxy S9 so với chiếc S8 khi mà chúng ta sẽ có cái vân tay được di rời xuống bên dưới camera thay vì là nằm bên cạnh. Với cái vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái thao tác để có thể là sử dụng cái vân tay này khá là dễ dàng so với cái vị trí đặt ở bên cạnh phải của chiếc Samsung Galaxy S8. Như này thì nó sẽ đỡ bị nhầm hơn. Nếu như bạn nào có sử dụng qua những chiếc Samsung Galaxy S8 hay A8 Plus, các bạn sẽ thấy là cái vân tay nó nằm bên dưới này nó sẽ sử dụng dễ dàng đến mức nào. Trên mặt lưng này thì chúng ta cũng sẽ có cụm camera với độ phân giải là 12 megapixel. Tuy rằng là độ phân giải thì nó vẫn sẽ giữ nguyên, nhưng chúng ta cũng sẽ có một số cái tính năng mới như là chúng ta có thể là chỉnh khẩu F1.5 tới F2.4 này. Nói là F1.5 tới F2.4 thì nó hơi sai, bởi vì là thực tế chúng ta sẽ chỉ có thể chỉnh qua lại là F1.5 và F2.4 chứ không phải là F1.5, F1.6, 1.7, 1.8 mà nó sẽ chỉ là F1.5, bấm một cái nhảy sang F2.4. Và cụ thể như thế nào thì tí nữa mình cũng sẽ demo cho các bạn. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có đèn flash LED một tông và bên dưới này sẽ là cảm biến nhịp tim tương tự như trên chiếc Samsung Galaxy S8 mà thôi. Đến với phần cấu hình của máy thì chiếc Samsung Galaxy S9 chúng ta sẽ được nâng cấp lên một con chip mới đó là Exynos 9810 dành cho thị trường Việt Nam. Ngoài ra các thị trường châu Âu chúng ta sẽ có con chip đó là Snapdragon 845 thì ở đây mình không có nên là mình sẽ không nói nhiều. Bộ nhớ RAM trên chiếc Samsung Galaxy S9 chúng ta vẫn sẽ có là 4GB RAM và bộ nhớ trong là 64GB. Nghe 4GB RAM thì có thể là một số bạn sẽ hơi buồn một chút, nhưng mà không sao. Dù sao thì 4GB RAM trên S8 dùng vẫn tốt, thì trên S9 mình tin rằng nó vẫn sẽ mang lại chúng ta những trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nhưng mà nói thật là nếu mà có 6GB RAM thì vẫn ngon hơn. Đến với camera thì đây là một trong những cái mà chiếc Samsung Galaxy S9 này được thay đổi rất lớn, bởi vì Samsung đã công bố rằng là họ muốn tái định nghĩa lại cái camera trên sản phẩm Samsung Galaxy S9 và S9 cộng. Cụ thể thì chúng ta sẽ có một số tính năng như là về chuyển động siêu chậm này, chúng ta có thể quay slow motion đến 960 khung hình trên giây, hay là chúng ta có thể là có một số cái mới về chỉnh đèn chuyên nghiệp như là chúng ta có ở đây chỉnh khẩu thực từ F1.5, F2.4 như là mình đã nói ở trên. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nhá, mình sẽ bấm vào một cái nó sẽ nhảy về F1.5 và bấm một cái nữa nó sẽ nhảy lên F2.4 chứ không phải là chúng ta chỉnh được từ F1.5 tới F2.4. Ngoài ra thì các tính năng khác như chúng ta có thể là lấy nét AF này, chúng ta chỉnh tay thủ công về chỉnh màu này, chỉnh độ màu này, hay là chỉnh ISO lên cao xuống thấp và tối đa vẫn sẽ chỉ là 800 mà thôi. Tiếp theo một điểm nữa ở đây đó là camera của chiếc Samsung Galaxy S9 này, chúng ta có thể quay video lớn nhất với độ phân giải là 4K tại 60 khung hình trên giây. Trên S8 thì chúng ta sẽ chỉ quay được 4K tại 30 khung hình trên giây mà thôi. Tức là chúng ta có thể quay video với một độ phân giải cao hơn nhưng với một cái tỷ lệ hình ảnh là mượt mà hơn rất nhiều so với những thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra một cái tính năng nữa mà mình thấy rất là thích thú trên cái chiếc Samsung Galaxy S9 này đó đến từ việc là chúng ta có thể tạo được AR emoji. Thì đây mình sẽ demo thử cho các bạn luôn. Đó, chúng ta sẽ có AR emoji này. Mình không rõ là cái AR emoji này nó được hỗ trợ bởi cảm biến gì khi mà ở trong điều kiện thiếu sáng mình vẫn có thể sử dụng được. Ví dụ như ở đây mình đang tắt điện để cho các bạn xem này.
Đấy, nó vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra một điểm nữa đó là trên chiếc S9 này chúng ta có thêm một cái tính năng về bảo mật mới. Đó là nó sẽ được hỗ trợ bởi cả cảm biến mống mắt và cảm biến nhận diện khuôn mặt, giúp cho chúng ta có thể là mở khóa dễ dàng hơn trong các điều kiện như là chúng ta nhắm mắt vào thì nó sẽ tự động chuyển sang nhận diện khuôn mặt này, hay là chúng ta mở mắt ra thì nó lại chuyển sang mống mắt. Và đó là video trên tay chia sẻ nhanh mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên bấm vào like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.